Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại với các bạn để chúng ta đi tới với một bài học mới. Hôm nay chúng ta sẽ học động từ mas, bỏ mas và cộng với nasai. Đây là cách nói mệnh lệnh mà cha mẹ thường dùng với con cái, giáo viên dùng thường dùng với lại học sinh. Nào, ví dụ như trong trường hợp này, bà mẹ đang nói với cậu bé rằng là Niku bakari ta benai de yasai mo ta benasai. Có nghĩa là đừng có chỉ an toàn là thịt không, mà hãy ăn cả rau nữa. Niku bakari ta benai de yasai mo ta benasai. Nào, tiếp theo chúng ta có Tsugi no kotoba o kanji de kakimasu. Viết cái chữ từ vực tiếp theo bằng Hán tự. Vậy bây giờ kakimasu chúng ta muốn đổi về thành thể mệnh lệnh, chúng ta sẽ có là kakinasai. Hãy viết chữ tiếp theo bằng Hán tự. Tsugi no kotoba o kanji de kakinasai. Tsugi no kotoba o kanji de kakinasai. Tiếp theo nào, shizuka ni shimasu là giữ im lặng. Vậy chúng ta muốn nói là hãy giữ im lặng đi nào. Shizuka ni shinasai. Shizuka ni shinasai. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Buổi học ngày hôm nay nói về một ngữ pháp rất đơn giản phải không nè. Nhưng các bạn cũng đừng quên click link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn lại một lần nữa. Hãy minasan sayonara mata yamashou.